Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin vắn Liên minh huyền thoại. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin nổi bật của các giải đấu sắp sửa được rửa tranh. Cùng với đó là các tin tức cập nhật về các sự kiện nóng hổi bên lề khác nha. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Nếu nhân phẩm của bạn đang hơi kém một chút, thì cà phê nhân phẩm sẽ là nơi bạn cần tìm đến. Học chơi đấu trường chân lý cùng cà phê nhân phẩm qua đường link mình để bên dưới nha. Thứ nhất, huyền thoại đường trên của WE tuyên bố giải nghệ. Mới đây, một trong những tuyển thủ Liên minh huyền thoại kỳ cựu của khu vực LPL nói chung và team WE nói riêng là 957 đã chính thức tuyên bố giải nghệ. Anh gia nhập đội hình trẻ của team WE vào năm 2014 và nhanh chóng khẳng định được tài năng và được chuyển lên đội 1 chỉ một năm sau đó. Với sự phục vụ của 957, team WE đã nổi lên như một ông lớn thực sự ở Trung Quốc với vị trí thứ 3 tại LPL mùa xuân năm 2016 và chức vô địch mùa xuân năm 2017. Cũng trong năm này, 957 đã dinh dự nhận được giải thưởng người chơi đường trên xuất sắc nhất LPL và giúp cho đội nhà giành được một vị trí trong top 4 tại chung kết thế giới năm 2017. Tuy vậy thì mọi chuyện trở nên xấu dần đi với 957 trong năm 2018 khi team WE bắt đầu thi đấu sa sút một cách khó hiểu. Chính vì vậy, quyết định giải nghệ được đưa ra sau khi tuyển thủ sinh năm 93 liên tục phải làm bạn với băng ghế dự bị trong một khoảng thời gian rất dài. Nhiều khả năng, 957 sẽ tiếp tục ở lại team WE dưới một vai trò khác. Tuy nhiên, dù quyết định tiếp theo có như thế nào chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi được nhớ đến như một trong những huyền thoại của làng Liên minh huyền thoại Trung Quốc. Thứ hai, Riot Games cải tổ LCS 2020. Trước thêm LCS mùa xuân năm 2020 chính thức khởi tranh vào ngày 25 tháng 1, Riot Games đã bắt đầu mang lại một thông tin khá thú vị khi quyết định thực hiện một số thay đổi liên quan đến tổ chức của giải đấu Liên minh huyền thoại cao nhất của Bắc Mỹ. Theo đó thì hình thức triển khai vòng playoff của LCS mùa xuân năm nay sẽ được áp dụng tương tự như LEC mùa xuân với thể thức nhánh thắng, nhánh thua. 6 đội tuyển có thành tích tốt nhất ở giai đoạn vòng bảng sẽ lần lượt đối đầu với nhau nhằm tìm ra đại diện đến với giải đấu giữa mùa MSI. Tương tự khi bước vào một giải mùa hè, 8 đội tuyển có thành tích tốt nhất giai đoạn vòng bảng cũng sẽ tiếp tục bước vào vòng playoff với thể thức nhánh thắng, nhánh thua. Đặc biệt hơn, toàn bộ những chiếc vé đến với chung kết thế giới giờ đây sẽ được xác định trực tiếp thông qua vòng playoff của mùa hè sau khi Riot Games đã loại bỏ hệ thống điểm tích lũy sau 2 mùa và vòng tuyển chọn khu vực. Ngoài ra, Riot Games cũng tỏ ra quyết tâm đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ khu vực Bắc Mỹ khi chính thức công bố lịch trình phát sóng hoàn toàn mới trong năm 2020. Theo đó, các trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu Academy giờ đây cũng sẽ được phát sóng đan xen giữa các trận đấu tại LCS nhằm giúp người xem nắm bắt được tình hình của tất cả các đội tuyển. Cụ thể, các chương trình phát sóng mới bao gồm Academy Rush với 4 trận đấu của các đội tuyển trẻ với phần bình luận của các bình luận viên nổi tiếng và Monday Night League với 2 giải đấu trong khuôn khổ LCS diễn ra vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền Liên minh huyền thoại Bắc Mỹ trong bối cảnh khu vực này đang tỏ rõ sự hụt hơi so với LEC của châu Âu những năm gần đây. Thứ ba, Riot Hàn Quốc chính thức công bố thời gian diễn ra LCK. Mới đây thì Riot đã công bố ngày khai màn cũng như là lịch trình của LCK mùa xuân năm 2020. Theo đó, giải đấu Liên minh huyền thoại hàng đầu xứ sở Kim Chi sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 2 và so với mọi năm thì nó bắt đầu muộn hơn 2 tuần bởi chung dịp Tết Nguyên đán. Chính vì vậy, giai đoạn mùa xuân sẽ kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 4. Theo nhiều chuyên gia thì LCK mùa xuân năm 2020 sẽ khó dự đoán hơn so với những mùa giải trước khi các đội tuyển tại Hàn Quốc vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng rất sôi động với hàng loạt combo tấn được kích hoạt. Và thứ hạng của các đội tuyển sẽ quyết định tấm vé tham dự các giải đấu như MSI, chung kết thế giới. Như vậy đây là một giải đấu đáng được mong chờ, hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2020. Thứ tư, giám đốc điều hành Riot Games Hàn Quốc qua đời. Vừa qua, một mất mát rất lớn đã đến với nền Liên minh huyền thoại xứ sở Kim Chi khi người đứng đầu Riot Games Hàn Quốc, ông Park Jun-kyu đã qua đời do căn bệnh ung thư gan mà ông mắc phải trong thời gian qua. Ông gia nhập Riot Hàn Quốc vào năm 2014 sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình tại CJ, ENM và đảm nhận công việc tiếp thị toàn cầu. Năm 2015, ông phụ trách nhóm xuất bản của Riot, sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của Riot Hàn Quốc vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, nơi ông giám sát việc công bố các tựa game mới và quản lý mảng Liên minh huyền thoại.
ông Park đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt 1 năm tại chức, nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình với Riot Games cho đến cuối năm 2019, trước khi gục ngã vì sức khỏe quá suy giảm. Đây thực sự là một tin buồn với cộng đồng Liên minh huyền thoại Hàn Quốc, khi họ vừa phải mất đi một người lãnh đạo mẫu mực, người đã âm thầm tạo nên sự phát triển của tựa game Liên minh huyền thoại tại xứ sở kim chỉ. Thứ 5, hé lộ vị tướng tiếp theo trong Liên minh huyền thoại. Mới đây, hàng loạt thông tin về vị tướng hư không mới và những sự kiện sắp sửa diễn ra của Liên minh huyền thoại mùa thứ 10 đã được hé lộ trên mạng xã hội. Theo đó, vị tướng này có tên là Parsi, với bộ kỹ năng tương tác với quái rừng cực kỳ độc đáo. Với những thông tin được tiết lộ thì Parsi sẽ nuốt chửng quái vật rừng tương tự như Ivern. Tất cả những gì hắn hấp thụ được sẽ giúp cho Parsi tiến hóa tương tự như dạng tiến hóa của Kale và người bạn đến từ hư không Khazix. Cụ thể, những dạng tiến hóa của vị tướng độc đáo này sẽ như sau. Level 1. Sau một thời gian niệm ngắn khoảng 10 giây, Parsi sẽ nuốt chửng sói hoặc chim biến dị và kỹ năng sẽ thay đổi dựa trên bãi quái mà hắn hấp thụ. Parsi sẽ trở thành tướng tay dài nếu nuốt chửng bãi chim và ngược lại trở thành tướng tay ngắn đối với bãi sói. Level 6. Parsi nuốt chửng bãi người đá, cóc thành tinh hoặc cua kỳ cục. Mỗi loại sẽ cho vị tướng này những nguồn sức mạnh khác nhau. Bãi cóc sẽ cho Parsi khả năng biến đổi chiêu thức của mình và gây sát thương phép. Bãi đá sẽ giúp cho hắn gây đam vật lý, còn cua kỳ cục mang lại sức chống chịu. Level 11. Gã quái vật đến từ hư không này sẽ nhận thêm khả năng nuốt chửng bùa đỏ, giúp gây thêm sát thương vật lý, và bùa xanh giúp gia tăng thêm tính đa dụng trong bộ kỹ năng của hắn. Level 16. Parsi đạt cảnh giới cao nhất với việc có thể tương tác với những quái vật lớn trên bản đồ như là rồng hay Barunasaur. Đòn đánh của hắn sẽ gây thêm sát thương diện rộng nếu tiêu diệt rồng và sát thương đơn mục tiêu với việc hấp thụ được Baron. Lối chơi của Parsi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào người sử dụng. Mỗi người chơi có thể tùy biến dạng tiến hóa của Parsi một cách linh hoạt với 24 dạng biến đổi khác nhau theo tiết lộ. Và nếu những thông tin về vị tướng này là chính xác thì Liên minh huyền thoại trong năm 2020 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và cực kỳ thú vị. Thứ 6, Volibear xuất hiện trở lại với hình ảnh hoàn toàn mới. Trong đoạn video giới thiệu mùa giải 2020 của Liên minh huyền thoại mới đây, Riot Games đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong tiến trình làm lại vị tướng Volibear trong mùa giải mới. Dù chưa có bất kỳ thông tin chi tiết nào về bộ kỹ năng sửa đổi của vị tướng này, thì đây chắc chắn là một thông tin khiến khá nhiều người hâm mộ của chú gấu này tỏ ra vô cùng phấn khích. Thay vì một hình ảnh cũ kỹ thường thấy bấy lâu nay, Volibear đã khoác lên mình bộ cánh mới cực ngầu. Hắn đã có một chút lai tạo giữa người và thú thay vì chỉ là một con gấu mặc giáp như phiên bản cũ. Điều này cũng tương tự tạo hình với Orn, người anh em thân thiết của Volibear. Điểm nhấn lớn nhất trong tạo hình mới của Volibear chính là việc hình mẫu gớm xâm xét gần như được giữ nguyên. Trong khi bộ lông trắng muốt và những phụ kiện thời trang như những lọn tóc được tết hai bên, những mảnh giáp tay và chân đều gợi nhớ lại gốc gác của Fragile của vị tướng này. Volibear là một trong những vị tướng lâu đời nhất trong Liên minh huyền thoại, với bộ kỹ năng vô cùng dễ làm quen và khả năng cướp mạng vô cùng tốt. Chú gấu này rất phổ biến ở các bậc xếp hạng thấp từ kim cương trở xuống, nên chúng ta hãy cùng chờ xem màn trở lại của chú gấu xâm xét với bộ dạng hoàn toàn mới của mình trong mùa giải 2020 nha. Thứ 7, Đại Thánh sẽ trở lại trong phiên bản 10.2. Vào ngày 10 tháng 1 vừa qua, phiên bản 10.1 đã chính thức được cập nhật. Đi kèm với đó là những thông tin liên quan đến phiên bản 10.2 cũng được hé lộ, và tiêu điểm chính là Ngộ Không mới. Theo như Riot Loot, người phụ trách làm lại Ngộ Không, phiên bản chính thức của vị tướng này sẽ khác một chút so với phần thử nghiệm trước về mặt chỉ số cũng như là lối chơi. Cụ thể, nội tại mình đồng da sắt sẽ giảm giá trị của khiên xuống còn 8% máu tối đa của Ngộ Không. Tuy nhiên, thời gian hồi của nội tại cũng chỉ còn 6 giây mà thôi. Nghe qua thì có vẻ bị nớp, nhưng thực tế chỉ còn 6 giây hồi chiêu khiến cho nội tại này có thể kích hoạt được tới 2 lần khiên, tương đương với lượng khiên bằng 16% máu tối đa của Ngộ Không. Ngoài ra, Ngộ Không sẽ có khả năng thả diều đối thủ với chiêu Q với tầm đánh 300, lướt hay tàng hình và quay ngược trở lại với thêm một lần lướt có tầm sử dụng là 600. Trong khi đó, vẫn có một lượng khiên bằng với 16-24% máu tối đa. Cập nhật này từ phía Riot Games cho thấy lối chơi của Ngộ Không mới là tận dụng bụi và những kỹ năng lướt, tàng hình để kích hoạt lượng khiên nội tại liên tục, từ đó trao đổi sát thương thắng kẻ địch. Có lẽ người chơi Ngộ Không sẽ phải tính toán nhiều hơn với những thứ như địa hình xung quanh hay địa điểm đánh nhau. Dù vậy, những đặc điểm như khả năng đánh lừa và thả diều đối thủ của vị tướng này vẫn được giữ lại ở phiên bản Ngộ Không mới này. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung trong tin vắn Liên minh huyền thoại số này.
Với những thông tin trên, mình hy vọng sẽ giúp cho anh em cập nhật Liên minh huyền thoại một cách kịp thời nhất. Còn anh em sau khi xem xong video này có suy nghĩ thế nào ạ? Hãy để lại ý kiến cho Cà phê Liên minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tin vắn Liên minh huyền thoại tiếp theo nha.